of you. Now you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại của mình nha. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi với nhân vật Gu Chang. Có một sự thay đổi nhỏ về cái hiệu ứng lau kiếm với cái bộ trang phục thư sinh Mã Đào. Bạn vua bên kia thì mình vừa mới gặp và bạn ấy chơi Hương Sư. Và tất nhiên là khi mà gặp Hương Sư thì mình sẽ chơi Galati, đúng không? Galati, Bon Bon hoặc là những nhân vật khác có khả năng cấu máu. Và ta nói tàn canh cuộc đời luôn. Trận này gặp lại thì bạn ấy chọn sang Đào Vàng. Bạn ấy sợ mình chơi Galati. Khi nào bạn ấy bị chốt đơn rồi, lúc đó mình đổi sang Gu Chang. Chứ nếu như mà các bạn gặp Hương Sư mà các bạn chơi Gu Chang thấy hơi khoai, đúng không? Nó xịt nước hoa liên tục, chưa kể là đồng đội có thể là cho nó nước hoa nữa. Là một lúc nó xịt, ta nói thúi ỉnh cái map luôn. Cái bộ trang phục này khi mà nó mới cho free ấy, thì cái lau kiếm nó giống như là những cái bộ trang phục khác. Nhưng mà đối với cái skin này thì mọi người có thể thấy là nó sẽ đặc biệt hơn một chút. Lát nữa đánh trúng thì mọi người sẽ được xem. Bạn nào test rồi hoặc là chưa test thì nhanh trí, nhanh chân, nhanh tay vào game test thôi. Sao mà mất tay rồi? Người chỗ nào? Trả lời liền. Rất là lộn xộn. Có một cái điểm đó chính là mở cổng sẽ soi thấy người, nhưng mà mình không cứu kịp thời gian để đổi, cho nên là thôi kệ lên đại đi. Cái nhánh đó trong cái map này thì cũng không có cần thiết lắm. Nó ở trong lồng chim rồi. Đối với Đào Vàng thì nói chung thì cũng khá là dễ thở thôi. Đầu game thì cũng không quá nhiều nam châm. Cái thứ hai nữa là ui, nãy giờ mình đi kiếm người mà hết một phút rồi. Trận đấu này ngán nhỏ bác sĩ này. Tại vì cái team này thì mọi người thấy có bác sĩ này là mình cũng làm biếng lên cái nhánh chị thương chậm. Nó cứ hiêu tới hiêu lui, nó được miễn ba cái hiệu ứng của cái person la, nên cuối cùng bị lên cái đó thì hơi phí. Nên là mình sẽ thay vào đó là cái nhánh gồng kiếm để tăng tốc độ di chuyển. Rùa. Tất nhiên là những cái đứa khác thì vẫn bị ảnh hưởng bởi cái nội tại của cái nhánh hiêu chậm. Nhưng mà nói chung thì bác sĩ đụng vô thì cũng hiêu chậm như nhau thôi. Nó chỉ hiêu cho nó là ngon lành xíu. Chạy nhanh lên. Đấy, mọi người thấy không? Cái cánh tay trái là nó sẽ đỡ cái dù lên. Và lau kiếm thì cái hoạt ảnh lau kiếm cũng na ná giống nhau. Chỉ khác một chút ở cái hành động đó thôi. Để lát nữa biến sang dạng đen, nó tính tiếp. Đập luôn, mệt. Bởi vậy cho nên là có bác sĩ thì mình thấy rất là phiền ấy. Nó cứ hiêu rất là nhanh. Hiêu nhanh cực kỳ luôn ấy. Nhưng mà nếu mà có tầm đánh thì mình cứ đánh nhá. Mình đánh thì mình lấy tiền. Có tiền để mua thuốc thì mới mạnh được. Chứ nếu như mà cứ đuổi khư khư một vua mà hầu nó cứ lờn vờn xung quanh và mọi người không đánh thì thật sự không có tiền để mà mua thuốc đâu. Bác sĩ nó cứ bay xung quanh để bực mình. Đấy, mọi người thấy cái tay không? Nó có một cái hành động như thế thôi. Đây là đối với dạng trắng. Rồi tới liền, không có chạy đi đâu được đâu. Trời ơi, Gu Chang nào chứ, Gu Chang này là nhanh lắm. Đấy, chúng nó cứ đỡ nhau, bực mình. Mình cứ nghĩ là khi mà bạn này cứ bích cao bồi ấy, là khả năng rất là cao là bạn ấy sẽ sang bên kia móc lính thuê. Cái cảm giác mà được cầm Gu Chang lên nhánh 12 nó vẫn sướng đúng không mọi người? Thật sự cảm giác nó vẫn đã. Bắt đầu thế giới nước bông rồi đó. Hết nam châm rồi, tất nhiên là phải dùng đạo cụ thôi. Nhỏ đi ra. Đi ra kia. Giỡn hả? Ký đầu giờ. Mình tính chơi chế độ Tarot pha lê nhưng mà không có trận. Thật sự. Ở tối nay thì mình cũng sẽ livestream để bóc nút bạc nha mọi người. Thời gian này thì mình đi dạy rồi. Cho nên là số lượng clip sẽ không được nhiều như trước nữa. Đấy, có khả năng cao là một ngày sẽ là một cái thôi. Chứ không thì bận lắm. Bận dã man. Về là xỉu. Đúng không? Quá mệt.
em gom 4-5 chuyện kể cho mọi người nghe. Ngày xưa đi học ấy thì kể chuyện đi học, giờ đi làm thì kể chuyện đi làm. Ông muốn đi đâu? Tôi ở đây ông, không có vô được cái vùng hút nhỉ, uổng thế. Ô không bách về à? Rồi. Nhỏ bác sĩ này cứ đầy máu là bắt đầu rồi đấy mọi người thấy không? Rất là khó chịu. Khó chịu vô cùng. Bởi cho nên là nếu mà bác sĩ là vua nó tới xấu rồi đó. Bớt lại. Là sao nữa? Hí. Bực ghê, đầy máu rồi. Lắc chuông nó ghê. Đây, giờ cái dạng đen này. Để coi đánh trúng ai không rồi lau coi lau kiếm. Cái cà bồi. Đây, 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 đập luôn này. Đấy, cái tay nó cứ bị nhấc lên, nó có thêm một cái động tác hất tay thôi. Còn về cái hành động lau kiếm thì cái dù vẫn xoay như thường. Tính ra là đây là cái bộ trang phục free ấy, cho nên là bạn nào chưa có thì tranh thủ. Không biết giờ còn cái sự kiện đấy không. Mấy ngày nay mình cũng chả vô game, hôm nay được nghỉ mới vào đấy. Rồi, để cái ván đi, lát nữa cho lính thuê, à, cho gây xa nó phá. Ai rảnh. Phá cho rồi mệt. Cứ tưởng bà gây xa phá cái phá này, đách phá hộ. Ghét ghê. Ui. Hay, nam châm đỉnh. Ô. Mệt. Ông xịt nước hoa tôi đánh nước khác. Trận đấu này nếu như mà không mang phấn khích là ăn choáng đã luôn ấy. Nào là nam châm, thì súng này. Và chưa kể là mọi người thấy nếu mà xui mà cao bối đập cá thì ta nói ngủ luôn. Vừa. Trời ơi. Kinh khủng. Dám để cửa sổ đó bên Vũ Trang là sao nữa vậy? Nhưng mà xui quá. Nhẽ ra phải đợi phấn khích xong xuôi. Nói chung là ăn 2 cây rồi. Ngon quá rồi, 2 cây. Đã rồi, ngọt rồi. Búp rụp. Chúng nó hòa quyện vào nhau, làm như đang say sinh tố bơ vậy đó. Momo. Còn một cây súng nữa. Nói chung là chuẩn bị tinh thần. Chắc là cây súng nó của bác sĩ hả? Maybe. Hồi nãy mình có chơi và gặp bạn đào vàng này là chơi hương sư. Ta nói đồng đội búp nước hoa cho nó mà ta nói là đánh thả tượng mỏi nách luôn á. Hí. Ui, nhỏ hết choáng rồi. Hí. Hết bóng chưa, nhanh lên. Vẫn còn. Đấy, cái hành động lau kiếm thì nhìn nó có thêm một cái động tác ở bên tay, ở phía bên tay trái thôi. Còn về cơ bản thì mọi thứ đều giống nhau. Đây là cái sự đặc biệt của cái bộ trang phục này sau khi mà được điều chỉnh vào ngày thứ 5. Ôi, cổng sắp mở rồi. Chết rồi. Quả này thì mình sẽ cho đào vàng gục luôn nhá. Coi sao khỏi cho lên ghế luôn đi. Bởi vì nó mà được cứu ấy, phiền con bác sĩ thôi. Thật sự nhỏ bác sĩ rất là phiền. Tại vì nếu mà đánh bác sĩ gục thì không sao, chứ giờ tự nhiên để cho đầy máu, cuối cùng là mọi người biết sao, nó sẽ có cái quả bóng. Nó cứu được là có quả bóng nó vô được cổng. Nhỏ này thấy cổng gần mở, cái chui gần cổng cai rồi nè. Đó, cho nằm nó luôn. 3 điểm hiêu chậm. Ủa, đâu có lên. Chết rồi, không có lên điểm hưu chậm nó hết trơn á. Cái lúc cần á thì bây giờ lại không lên. Rồi, về bắt luôn cao bồi. Chào em. Anh đứng đây từ chiều. Cho lên ghế luôn đi. Ra me me đập bác sĩ.
Mắm 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 mắm. Vô vô vô. Bây giờ Gu Chang này là Gu Chang không còn một chút tương lai nào. Bà gây xa sang đây. Lính thuê đứng cổng sẵn đi. Không là mấy đứa này nó nhấc bác sĩ lên đầy máu rồi nè. Trời đất ơi. Còn 40 giây nữa. Vô. Là sao nữa. Chạy nhanh lên. Úi dồi, 500. Úi dồi. Chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cổng gần mở rồi, nhanh lên. Ú òa. Hết hồn chưa. Bây giờ là mỗi con một hit đúng không. Bay tới số rồi. Khỏi cho lên ghế luôn. Để cho lính thuê vào. Rồi đỡ bà đó. Bây giờ mình lúc cho lên ghế nè. Nằm một đống ở đây. Lính thuê đứng ở cổng nha. Không là nhỏ bác sĩ ấy, nó ngóc đầu lên ấy. Ô, nhỏ gây xa bên này. Kinh khủng. Hết nam châm đúng không? Hết nước hoa thì hết thời. Đó, và mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nha. Đừng chuyển kênh nha mọi người. Nói tóm gọn lại thì đối với Gu Chang thì mọi người chơi thì đầu game thì nói chung là thuộc spawn là tốt. Là bay tới là bắt người liền. Ví dụ đứng đây chắc chắn sẽ có đứa ở bên khu nhà nhỏ, đúng không? Úi dồi ôi, con gái. Ví. Nó phải quay lại, nó đập em cái ván, nó mới đã cái nư của nó. Mọi người coi, nó tệ bạc không? Dữ dằn không? Để em lùa đường này. Ủa, đi đâu rồi? Em lùa bên này cho nó bớt vô nhà lớn. Nó vô nhà lớn là em mệt á. Má ơi, đúng là chủ tế 801. Thơm phức, thơm phức. Cái skin này thì cái viền của cái skin ấy giống như kiểu mọi người dùng cái ngày xưa mình vẽ là mình hay dùng cái bút lông, bút màu đen lông ấy, màu lông ấy viền cái bên ngoài để nổi bật lên cái hình của mình. Cái skin này y chang luôn, cho nên là nhìn nó rất đặc biệt mà được miễn phí đấy chứ, ngon quá trời. Dạ. Ủa, chủ tế đâu mà không soi được vậy? Đây 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 đây. Oh. Ủa? Cái vòng gì mà xếp ô cái hầm người đây, cái vòng gì mà xếp lép vậy bà nói? Kinh khủng. Tới nè, đừng có đi đâu hết trơn á, đây rồi, tới nơi rồi. Hí. Nay mình đổi gió dùng cái phụ kiện lõi đông lạnh. Đứng đâu mà đánh. Cái phụ kiện này thì nhìn cái hiệu ứng rất là băng giá đúng không? Nhìn giống như cái vòi Shiraz. Shiraz. Trời ơi. Mọi người thấy không? Bây giờ không có cái vòi đó là ta nói ngọn ỏn không yê. Bên kia có người là kìa. Chúng nó cứ lù đâu xuất hiện. Đây, để đứng đây chặn đầu nó. Nó đu. Ố, nó đu thì nó sẽ vướng mình. Ố. Kí khu. Bước vô cứu nhanh lên. Rồi, ok. Bay luôn nha. Cứu cũng được rồi. Vừa. Dung Huyên là ai? Để lát em search Google. Chúng nó cứ TikTok cho nhiều vô. Rồi á, khứa này là bao giờ mới sửa máy xong. Mà cái game này có con cái đứa soạn nhạc đấy. Là nó lộn xộn nhất cái team. Úi giời, ông bệnh nhân kìa. Đâu ông đu vô tôi coi. Kinh khủng. Nè, anh dù đi. Đấy, mọi người thấy cái hoạt ảnh lau kiếm không? Nó khác ở chỗ đó, cho nên là hôm nay mình sẽ quyết định chơi lại cái bộ trang phục này cho các bạn cùng xem thôi. Thực ra thì chơi Gu Chang giờ làm biếng. Đấy, chúng nó cứ bully. Cái máy này chắc phục hơn 50 rồi đó.
Giờ ý em sao? Em trả lời ngay. Rồi thêm cái chuông nữa nè. Hãy chọn giá đúng nè. Rồi, hụt rồi. Mà công nhận cái skin đánh bóng đẹp quá ha. Mà không biết chơi. Đánh bóng chơi hay á. Nhưng mà chịu thôi. Cái tướng đi của cái đánh bóng ấy kiểu cảm giác nó cứ nhún nhún cái ngón giò ấy. Đâm ra là cảm giác nhìn nó cứ nhanh nhanh. Hôm qua em dạy 7 tiết mà cái tiết cuối ấy, có 30 phút thôi. Lại tới rồi. Nó lại tới, nó kiếm chuyện với mình rồi. Kinh khủng. Đây. Ui, nó skip cái hút hồn rồi. Khốn nạn. Thằng kia tự hiểu đúng không? Rồi, nó không có đi sửa máy. Cái máy cuối đây rồi, cái máy cuối ở đây. Mệt. Momo. Hi. Ủa, cái máy cuối nó gần xong rồi ấy. Tôi cắm một con mắt ở đây nè. Ngủ nó luôn đi má. Ốc cha nội này lì nhè. Hi. Đi heal cho nhau đây. Để cho thằng này lên ghế đã. Thả thằng này ra là mệt lắm. Nói chung là chơi gu trang thì giống như kiểu tâm linh ấy. Biết sao không? Tại mình phải bay ấy. Nhiều khi có những cái map mà ta nói tường nó cao, nó dày ấy. Mình bay mình phải tâm linh. Quá mệt mỏi. Giờ là chúng nó bu nhau trị thương thôi. Mà gu trang thì tất nhiên là bây giờ thì nhiều người sẽ mang nhánh 9 để có skill sớm. Chứ nếu mà không có skill sớm ta nói tàn canh cuộc đời luôn. À, chúng nó lại bu cái máy này rồi. Thằng này tự heal rồi nè. Nên là chơi game sẽ rất là dễ. Chỉ cần cho thằng này nằm xuống thôi là ta nói game dễ ẹt luôn. Vừa. Ở bên kia cứu rồi. Cắm ở giữa giữa cam cái máy. Tới rồi. Nhanh quá. Lại đây các con yêu của mẹ. Trời ơi. Nó kiếm nhanh dã man luôn. Bạn này lên ghế là bay đúng không? Nhanh lên, chạy nhanh nữa lên. Ông này bò đi đâu đây? Bò hết ra vùng mắt đi, nhanh lên. Giờ là mấy má đó là chỉ có chạy thôi, cái máy cuối đâu có sửa được đâu. Rồi. Ok. Ông đánh bóng. Ông gục lên, ông gục xuống. Cứ tới nè. Bệnh nhân khôn á. Cái máy này gần xong rồi, không dám bỏ. Uổng. Bây giờ game này thì cũng dễ rồi. Mình chỉ cần đã cho đánh bóng gục nữa là tàn canh cuộc đời thôi. Rồi nhảy ra đi. Ôm bớt gồng lại. Mệt ghê. Ố, đầu hàng. Ô, thôi dậy đi mệt. Đúng không? Chống cự là ta nói dù vô đầu liền. Và mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người tối nay vào buổi stream của mình sau hơn một tháng. Và bye bye mọi người. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ nha.